Đội tuyển U19 Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước U19 Myanmar trong trận bán kết 1 giải U19 nữ Đông Nam Á 2023. Trong trận bán kết 2, U19 Thái Lan đã dễ dàng giành chiến thắng 7-1 trước chủ nhà U19 Indonesia. Huấn luyện viên Akira Iziri của U19 Việt Nam chia sẻ rằng mục tiêu của đội là giành chiến thắng trong trận chung kết. Trận chung kết giải U19 nữ Đông Nam Á 2023 giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19:30 ngày 15 tháng 7 trên sân vận động Gelora Sriwijaya, Indonesia. Ngoài ra, đội tuyển nữ Việt Nam cũng sẽ có trận giao hữu với đội tuyển nữ Tây Ban Nha tại sân MC Lennon Park, Auckland, New Zealand vào lúc 7:30 hôm nay theo giờ Hà Nội. Trận giao hữu giữa đội tuyển nữ Tây Ban Nha và Việt Nam được coi là cuộc tập dượt cuối cùng trước khi bước vào vòng chung kết World Cup nữ 2023. Trận đấu diễn ra mà không có sự hiện diện của khán giả và không trực tiếp truyền hình. Đội tuyển nữ Tây Ban Nha được đánh giá vượt trội hơn nhiều so với đội tuyển nữ Việt Nam, phần nào thể hiện qua hạng bậc cách biệt giữa hai đội. Trước đó, FIFA đã cung cấp các trang thiết bị cho đội tuyển nữ Việt Nam để tạo điều kiện tốt nhất cho tập luyện và thi đấu tại World Cup nữ 2023. Trận bán kết U19 Euro 2023 chứng kiến chiến thắng đậm của Bồ Đào Nha với tỷ số 5-0 trước Na Uy, trong khi Tây Ban Nha gục ngã 2-3 trước Italy. Bồ Đào Nha và Italy sẽ đối đầu trong trận chung kết dự kiến diễn ra vào rạng sáng ngày 17 tháng 7. Theo giờ Việt Nam, trên sân Takali của Manta. Trong tin tức khác, câu lạc bộ Al Hilal đã chính thức công bố việc ký hợp đồng với tiền vệ Sergei Milinkovic-Savic từ Lazio. Hợp đồng này có thời hạn 3 năm và mức lương 20 triệu euro mùa. Al Hilal đã chi số tiền lên đến 40 triệu euro để chiêu mộ Milinkovic-Savic và đội bóng này đã có 3 ngôi sao hàng đầu từ châu Âu, bao gồm Kalidou Koulibaly, Chelsea và Ruben Neves. Theo Sky Sports, Bayern Munich đã đưa ra mức giá 17 triệu bảng Anh cho bất kỳ đội bóng nào muốn có chữ ký của Mên. Sadio Mên đã gia nhập Bayern Munich từ Liverpool với mức phí chuyển nhượng 35 triệu bảng Anh. Trong mùa giải đầu tiên, Mên đã ghi được 12 bàn thắng sau 38 trận ra sân trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, anh thường vắng mặt trong những trận đấu quan trọng của Bayern Munich và đã có xích mích với đồng đội Leroy Sane, điều này khiến ban huấn luyện không hài lòng. Trong khi đó, Bayern Munich đang cố gắng chiêu mộ Harry Kane. Sau khi lời đề nghị 60 triệu euro bị từ chối, họ đang xem xét nâng mức giá lên 80 triệu euro để có được chữ ký của tiền đạo người Anh. Lễ trao giải thưởng thường niên ESPYS Award 2023 do ESPN tổ chức đã vinh danh Lionel Messi ở hai hạng mục, cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất năm và vận động viên thể hiện xuất sắc nhất tại các giải vô địch thế giới. Messi nhận được các giải thưởng này nhờ màn trình diễn đẳng cấp trong trận chung kết World Cup 2022 tại Qatar và sự đóng góp cho PSG tại League 1. Đây cũng không phải lần đầu tiên Messi được vinh danh tại ESPYS Award với việc anh từng giành giải cầu thủ nam quốc tế xuất sắc nhất vào năm 2019 khi còn thi đấu cho Barcelona. Gần đây, Messi đã chuyển đến Inter Miami trong giải nhà nghề Mỹ, MLS, và dự kiến sẽ ra mắt trong màu áo mới vào ngày 16 tháng 7 và thi đấu trận đầu tiên vào ngày 21 tháng 7. Huyền thoại bóng đá Nhật Bản Kazumiura, cầu thủ chuyên nghiệp lớn tuổi nhất thế giới, đã gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với câu lạc bộ Oliveiren ở giải hạng 2 Bồ Đào Nha. Dù đã bước qua tuổi 56, ông được biết đến với biệt danh King Kazu và trở thành biểu tượng ở đất nước mặt trời mọc. Các người hâm mộ hy vọng ông sẽ tiếp tục chơi bóng đến tuổi ngoài 60. Theo thông tin từ FIFA, tổ chức này sẽ chi trả tổng cộng 209 triệu đô la Mỹ cho 837 cầu thủ thuộc 440 câu lạc bộ đến từ 51 quốc gia tham dự World Cup 2022 tại Qatar. Việc chi trả tiền sẽ được tính dựa trên số ngày tham gia giải đấu thay vì số phút có mặt trên sân. Điều này cho phép các cầu thủ không thi đấu vẫn nhận được 10.950 đô la Mỹ một ngày, cao hơn mức 8.530 đô la Mỹ tại World Cup 2018 ở Nga.